Chào mừng tất cả các bạn đang trở lại với dự án Latin Fit cùng Quỳnh Hương và Coach Thúy Uyên. Ngày hôm nay các bạn có khỏe không? Ngày thứ ba cũng là một ngày làm việc rất là quan trọng và chúng ta cần phải giữ mình khỏe mạnh cũng như là năng động để có thể cảm thấy tự tin là mình, nhưng mà rất là khỏe mạnh để làm việc, đúng không nào? Vậy thì trước khi mà chúng ta bắt đầu một cái thời tập Latin Fit cùng với Quỳnh Hương và Thúy Uyên, hãy nhớ pha cho mình một bình nước bột cà lứt Slim You nhớ ha. Thì chúng ta pha loãng loãng thôi và để sẵn ở trước mặt. Khi mà chúng ta vận động một hồi chúng ta cảm thấy khát nước, lúc đó những cái giọt nước bột cà lứt Slim You sẽ rất là bổ ích cho các bạn. Còn bây giờ thì Quỳnh Hương rất là muốn biết là sau ngày đầu tiên, ngày thứ hai chúng ta tập phần hông, phần chân, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đánh vào cái gì nào? Ngày thứ nhất thì chúng ta đã tập phần chân rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi từ từ đi lên. Phần chân thì dính vào phần hông và phần eo. Nha. Bài hôm nay quá là quan trọng. Bài hôm nay thì rất là quan trọng. Nhưng mà chúng ta tập chúng ta phải nhớ là siết lại, tập chậm, không cần tập nhanh, siết chặt lại những cái vùng mà Uyên sẽ gây chú ý cho bạn bằng cách là Uyên sẽ nhắc nhở các bạn, và chị Quỳnh Hương cũng sẽ cho các bạn biết là khi mà tập thì các bạn đang đau ở chỗ nào, thì nếu mà Uyên nói đúng thì các bạn đang tập đúng đó. Đúng rồi, chắc là bạn Quỳnh Hương sẽ cảm thấy rất là đau thường xuyên ở các vùng này vùng kia. Nhưng mà các bạn tin đi, các bạn đau có nghĩa là chỉ sau một tuần lễ các bạn bớt đau hơn, nhưng cơ bắp của các bạn sẽ xếp lại rất là đẹp ha. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài tập nha. Ok. Và Uyên sẽ cho các bạn tập thử một động tác nè. Chúng ta đứng mở chân ra, đứng trụ bằng chân phải, chân trái để chân nhẹ. Chúng ta hất cái hông lên. Chưa di chuyển đầu gối gì hết, chỉ hất hông lên thôi. Bạn nhấc lên được không? Được. Rồi, nhưng mà bây giờ đừng nhấc cái chiều cao của mình lên. Nếu như mình đi thẳng lên cao như thế này thì là không có cái gì để mà cấn lại nha. Phải giữ cấn lại, giữ vai, vai gần như ấn xuống và đưa cái hông lên. Thì có nghĩa là cái đầu gối cũng phải xoay chuyển. Đầu gối của Uyên sẽ cố gắng không xoay chuyển. Nếu bạn xoay chuyển như thế này thì mình sẽ vào động tác khác, vào động tác phần hông ở dưới này. Cho nên là mình chỉ tập trung vào phần ở hông ở hai bên, bên eo. Tức là nhấc cái phần hông này lên. Chân lúc này các bạn có thể đứng thẳng. Chân bên trái đứng thẳng luôn. Chân trụ đứng thẳng. Rồi. Nha. Bạn muốn khuỵu xuống cũng được. Đó, khuỵu xuống thì sẽ cảm thấy mỏi chân hơn. Mỏi vô cái phần đùi trước. Còn nếu bạn đứng thẳng, nó chỉ tập trung vào phần hông. Các bạn làm thử coi. Đã giống Thúy Uyên quần chương chưa? Đúng rồi, chúng ta đổi bên nào. Đứng, mở đùi ra, giơ một chân, bắt đầu ấn. Động tác này dễ lắm. Con nít lên ba nó cũng đứng được, đúng không? Cho nên là mình nghĩ là cứ dễ, thấy con mình đứng sao mình cứ đứng vậy là đã già. Đúng rồi. Đúng rồi, đó là một động tác. Động tác kế tiếp là các bạn sẽ liên quan tới cái động tác ngày hôm qua chúng ta tập. Ngày hôm qua chúng ta tập động tác bước chân. Các bạn có nhớ không? Uyên bước chân trước, rồi ngang, rồi sau. Bây giờ Uyên chỉ cần bước trước và bước sau thôi. Cắt đi nha. Thử nha, chúng ta sẽ bắt đầu bằng chân phải. Lúc nào bắt đầu bằng chân phải, bước lên trước. Đúng rồi, là trở ra, sau. Ra, trước. Bây giờ bước bình thường, ra, sau. Đều tiếp tục, trước và sau. Rồi bây giờ đừng bước hai hàng nữa, chúng chiếm lại. Đúng rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào theo cái grip trống thật, từ từ và thả hông đi hai bên. 1, 2, 3 và 1, 2, 3. Có thể vào cha cha cha, có thể vào samba, có thể vào mambo và có thể vào bất cứ điệu nhạc nào. Uyên nói nó cũng đi vô, đúng không? Đúng rồi, cứ thả lỏng và trước và sau, trước và sau, và nhanh hơn một tí xíu nào. 1, 2, 3, 1, 2, 3, giữ chặt vai, chỉ phần hông thôi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cảm nhận ở đâu chị Hương ơi? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 và đổi chân đi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Đúng rồi. 1, 2, bước lên, bước lên, bước lên, bước. Tiếp tục. Đúng rồi. Ok. Nghệ sĩ đã đến rất là sung, cho nên là lát nữa là mình không chạy theo nổi đâu. Đúng không? Khi mà mình vào nhạc thì tempo nó sẽ đều đều. Như là Uyên gây hứng thú bằng cách là mình sẽ đánh trống như thế này nha. Các bạn sẽ cảm thấy là đỡ nhàm chán hơn là Uyên đếm. Bây giờ chúng ta kết hợp hai động tác đó lại. Chúng ta sẽ bước lên 1, 2, 3, 4, 5, 6 và dừng. Nhấc và cái hông và bước đổi chân trái lên trước và sau và trước ngang. Đi. Up. Up. Đúng rồi. Đổi chân. Hey, 1, 2, 1, 2, 5, 6, 7. Đổi chân. Chân phải. Xin lỗi chân trái của mọi người. Ok Uyên. Uyên còn lộn quá kìa. Tiếp lên. Sau. Ngang. 5, 6, 7. Tiếp tục. Trước và sau và trước và ngang. Ok, tới rồi nha. Như vậy thì chúng ta sẽ bài động tác này nó sẽ trong cái bài của mình, được chưa? Một động tác nữa là chúng ta sẽ bước đẩy hông, bước bình thường và bước trái và phải trái. Bước bình thường là chị Hương đã thấy người lung lay đúng rồi đúng không? Nhưng mà bây giờ Uyên muốn mọi người đẩy cái hông ra nè. Hông, 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 hông. À đúng rồi, phải đẩy dài cái hông ra. Cái hông, tập trung vào cái hông và chân bước dài ra hơn. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bây giờ 1, 2 và 3, 4, 5. 1 qua bên kia bước 3, 4, 5. Đúng rồi, 1, 2 qua 3, 4, 5. 1, 2. Đẩy hông, đẩy hông. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Đúng rồi, đẩy hông, mềm, mềm. 1, 2, 1. 1, 2. 1, 2, 1. 1, 2. Ok. Đúng không? Tự nhiên các bạn cứ tập từ từ theo điệu nhạc, theo người hướng dẫn, theo bạn bè của mình. Tự nhiên mình đi vô à. Đừng có bao giờ nói là mình thấy không nhảy được. Nó không có khó các bạn. Nếu mà các bạn cứ để cho mình thả lỏng và đừng đặt nặng với bất kèm cái gì hết. Có thể mình tập chưa đẹp như Thúy Uyên, nhưng mà bạn cứ nghĩ đi, bạn tập ít nhất cũng phải cỡ Quỳnh Hương rồi. Đúng rồi. Vậy đi. Okay. Nhưng mà Quỳnh Hương tập mỗi ngày, Quỳnh Hương sẽ đẹp hơn mỗi ngày. Đúng rồi. Và bạn cũng vậy, và bạn cũng vậy. Cho nên chúng ta bắt đầu tập hen. Rồi bây giờ Uyên sẽ hướng dẫn động tác này ngoài lề thôi. Ngoài lề để hỗ trợ cho cái phần hông của mình. Là các bạn sẽ xoay hông thành một vòng tròn. Khi mà chúng ta đứng thì hai cái chân chúng ta luôn luôn đầu gối và mỗi chân hướng về trước. Nếu như mở ra các bạn sẽ thấy cái chân mình bị ngắn lại. Và khi mà mình xoay hông thì nó sẽ bị hạn chế phần hông. Cho nên là bàn chân Uyên luôn muốn các bạn đặt hướng ra phía trước. Rồi. Chân nhỏ bằng vai. Hoặc nếu mà rộng, đôi lúc Uyên cũng muốn rộng hơn. Nhưng mà bây giờ ta bắt đầu nhỏ bằng vai. Rồi. Đưa cái phần hông này lên, tức là kéo cái phần đáy này lên. Các bạn nhìn thấy bụng thay đổi. Dạ. Đúng rồi. Làm như các bạn sẽ hất lên chút xíu. Đúng rồi, dạ, hất cái phần hông này lên và giữ chặt ngực, đừng đi ngực. Đi nào, up. 1, 2, 3. Đúng rồi, 4, 5. Nhìn thấy cơ bụng của mình đi lên mà người ở trên không thay đổi. Đúng rồi. Quỳnh Hương tập belly dance đúng không? Dạ đúng rồi. Đối với Quỳnh Hương rất dễ, nhưng mà đối với các bạn là bạn cần có thời gian và tập luyện mỗi ngày. Cảm nhận cơ bụng mình đi lên. Thấy Uyên với chị Hương là không có nhấc vai. Các bạn nhớ một điều rất là quan trọng là chân phải hơi khuỵu. Đúng rồi, cái đó là chính xác. Chân hơi khuỵu nè. Đúng rồi. Nếu mà chân thẳng sau thất thì các bạn sẽ không có siết cái bụng lại được. Và siết khi mà các bạn tập bài này, Quỳnh Hương có cảm giác cái bụng của bạn sẽ siết lại rất nhanh luôn. Đúng rồi. Và cứ tập đều đặn, đều đặn. Mở nhạc nào cũng được, cứ đứng hất phần hông lên. Nó giống như nhịp điệu nhưng mà mình chú trọng vào phần bụng nhiều hơn. Ok, vẫn tiếp tục trước. Bây giờ nghĩ trong đầu nó hơi qua trái, hơi qua phải và trái và phải và trái. Siết bên này, siết bên kia tí xíu. Dạ, nó sẽ vào trong. Đúng rồi. Tập từ từ nó cũng vô, thấy chưa? Lúc đầu người mình nó còn đi vậy, nhưng mà từ từ nó sẽ đi vào. Cứ tập luyện cùng với Uyên và chị Quỳnh Hương mỗi ngày. Bật băng này đến khi nhão luôn là cái người mình sẽ mềm. Rồi, bây giờ đẩy ra xa tí xíu. Xa, 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 xa ra, xa ra. Những động tác này hỗ trợ cho cái phần hông của mình. Bây giờ 4 hướng nè. Trước, ngang, sau, ngang, trước, ngang, sau, ngang, trước, ngang, sau, ngang, trước, ngang, sau. Smooth hơn, 1, 2, 3. Đúng rồi. Xoay vòng tròn. Giữ chặt ngực lại. Đúng rồi, giữ chặt đầu gối lại. Đi đúng phần hông này thôi. Tiếp. Chậm chậm, đúng rồi. Bạn hãy giữ cho vai của bạn và phần dưới này hoàn toàn bất động. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cứ tập từ từ và đừng rời khỏi màn hình. Đúng rồi. Cứ tập từ từ và đi theo Uyên, đi theo Quỳnh là sẽ đẹp như cả hai. Đúng rồi. Tiếp. 5, 6. Đổi bên nào. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Có người thuận bên trái, có người thuận bên phải. Nhưng mà càng không thuận càng phải tập bên đó nhiều hơn. Đúng rồi. Tiếp. Cứ chậm chậm. Đúng rồi. Giữ ngực, giữ vai, giữ đầu gối. Xoay đúng phần hông. Sẽ vào bụng, vào phần eo lưng sau. Như hôm trước ở livestream Quỳnh Hương có mô tả. Mọi người cười nhưng mà thấy nó rất hữu hiệu. Đó là nguyên tắc đèn lồng. Đúng rồi. Có nghĩa là cái phần đầu, phần cuối của các bạn phải giữ bất động. Cái bụng của cái lồng đèn nó mới xoay thôi. Thấy chưa? Tuy với Quỳnh Hương nói chuyện mà vẫn quay. Đúng được rồi. Nghĩa là cái lỗ tai mình nghe nhạc rất là êm ái, rất là dịu dàng, đúng không? Đâu cần phải hung hăng gì đâu. Tiếp. Xoay vòng tròn. Ok, cho Yên một chân. Được chưa? Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm lại nha. Ngồi xuống. Được chưa? Xoay cái mông ra đằng sau. Rồi xoay qua bên phải. Đầy lên. Động tác này chị Hương bắt đầu lúng túng. Động tác này cũng hồi đó Quỳnh Hương cũng có học trong belly dance này. Đầu tiên là xoay dài phải không? Đúng rồi. Rồi. Bây giờ nếu mà Uyên chỉ như vậy hồi nãy là rõ ràng chị Hương rất lúng túng. Đúng rồi. Bây giờ mình cũng xoay như vậy mà mình bỏ một chân ra. Nha. Bây giờ mình sẽ đi xoay lại. Cái hông xoay lại tròn tròn. Nhưng mà từ từ bỏ một chân ra. Nó sẽ đứng trụ vào cái chân kia. Thì tự nhiên cái hông của mình nó đi. Rồi mình quay ngược lại thì cái chân trụ nó vẫn ở đó. Còn nếu như Uyên chỉ là 1 nè, 2 là bảo đảm là có người vậy nè. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng không? Vậy thì mình để cho nó nhẹ nhàng mà nó đi thôi, đúng không? Bây giờ chúng ta cứ việc thả cái grip trống đi theo và Uyên sẽ hướng dẫn là các bạn sẽ đi theo từ từ nha. Rồi, bắt đầu. Giờ chúng ta đứng hai chân bình thường nè. Chúng ta sẽ quay từ phải đi qua trái, trước ra sau. Chúng ta bắt đầu nào. 1, 2, tập. Quay vòng tròn. Nhanh hơn tí xíu. Rồi, nhấc cái chân phải lên. Đứng vô chân trụ chân trái. Đúng rồi. Dễ hơn không chị? Dạ. Đúng không? Chỉ cần kỹ cái chân lên thôi. Rất là dễ làm. Cứ quay từ từ, đứng vô chân trụ. Chân trụ phải mềm, cong lại. Giữ trục thẳng, giống trục đèn lồng. Tiếp. Và các bạn ơi, tiếp. Mình có cảm giác là nếu mà mình tập này riết chắc mình có cái lường. Đúng rồi. Bây giờ pin đi ngược lại. Đúng rồi. Cũng như vậy, cũng đứng một chân. Thử làm ngược lại xem nào. Khả năng của mình như thế nào. Vẫn một chân, cái này rất là nhẹ. Đúng rồi. Một lần nữa xem. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Không khó làm một chút nào. 1, 2, đổi chân. Giữ. Đi. Bắt đầu. Xoay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nghĩa là bàn chân ở dưới rất mềm. Nó đi đâu kệ nó. Tập trung vô phần eo. Chân trụ ở đây. Tiếp tục và đi. 5, 6. Rất đẹp, ngược lại nè. Đúng rồi. Đừng nhón lên. Đi bằng hông thôi. Đi tới đâu hay tới đó. Tiếp. 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Yeah. Yeah, các bạn làm rất là tốt. Các bạn cứ làm đi. Chỉ một chút xíu thôi, mồ hôi ra nè. Đứng tí xíu thôi là mồ hôi ra rồi. Đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ kết hợp lại những động tác này. Chúng ta sẽ vô một cái bài tập nha. Uyên gọi là bài tập bởi vì chúng ta sẽ thả nhạc bất kể nhạc nào. Nhạc này không nhất thiết là phải đi theo của chương trình. Nhưng mà có những cái bài nhạc hiệu riêng của chương trình thì các bạn sẽ theo trong cái ngày đại cộng hưởng đó. Còn cái bài này Uyên chọn bất kể nhạc nào. Bạn chọn bất kể nhạc nào. Kể cả nhạc Việt Nam, bạn yêu thích nhạc bolero bạn vẫn có thể làm được nha. Cho nên hãy chọn nhạc cho mình. Còn bây giờ hãy tập theo Uyên và Quỳnh Hương. Trước khi tập ta phải uống nước tí xíu đã. Slim You là bạn nhưng thanh mảnh hơn. Latin Fit là bạn nhưng săn chắc hơn. Các bạn hãy đừng quên, thứ nhất là hít thở đều trong lúc tập. Nhiều bạn tập mê mãi quá quên thở, rồi hồi cái nó mệt quá trời đất mệt luôn. Đúng rồi, khi mà các bạn tập căng thẳng cái tự nhiên cái nín thở, gồng cơ lại là bảo đảm là không thể nào làm được. Càng sợ càng khó làm. Đúng. Cho nên là bạn đừng sợ sai. Đến với nhau là để mà giải phóng cơ thể, thì tại sao chúng ta phải gồng lại bó buộc cơ thể mình ở trong một cái lồng. Cho nên cứ thả lỏng rồi từ từ nó đi theo. Uyên với Quỳnh sẽ cố gắng là hướng dẫn cho các bạn thật chi tiết, những cái chẳng hạn như những cái chi tiết hơi nhỏ nhỏ mà sai, có thể sai, thì Uyên với Quỳnh sẽ nhắc nhở các bạn ha. Dạ rồi. Và các bạn cũng nhớ là đừng quên uống nước. Có thể là đầu buổi tập chúng ta uống 1-2 ngụm để cho chúng ta có cơ hội đổ mồ hôi. Giữa các kỳ có thể dừng lại 1-2 lần để chúng ta bổ sung nước nha. Và nhớ là nước bột Olive Slim You sẽ rất là phù hợp với bạn trong những thời tập như thế này. Slim You là bạn nhưng thanh mảnh hơn. Latin Fit là bạn nhưng săn chắc hơn. Hãy không ra xa nữa. lê xúc mồ hôi rồi đúng không? Nóng luôn cái phần bụng. Và các bạn sẽ cảm thấy cái bụng của các bạn sẽ săn chắc lại rất nhanh nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghỉ tí xíu, lau mồ hôi, thấm một tí nước cho ấm, cho thấm giọng. Thật sự là các bạn không cần phải nói, chỉ nói nhiều thôi. Uống nước để cho có cho người mình nó đỡ khát, không có bị khát nước ha. Slim You là bạn nhưng thanh mảnh hơn. Latin Fit là bạn nhưng săn chắc hơn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cái bài chính thức. Bài chính thức này dành cho ngày thứ ba. Là bài rất là dễ thương, tên là Sunshine Day, ngày nắng ấm. Mặt trời rất là cần thiết cho cuộc sống này. Mặt trời cho chúng ta một cái cảm giác về tình yêu thương vô điều kiện. Ngày nào mặt trời cũng tới chiếu sáng và chiếu cho mọi người. Không phải nói là tại cô Thúy Uyên cô dễ thương hơn cho nên cô cho cổ nhiều nắng hơn là cô Quỳnh Hương, cô Quỳnh Hương dễ thương bà. Cho nên khi mà mình tập cái bài Sunshine Day này, mình phải cảm ơn mặt trời và mình hãy học theo cái hạnh của mặt trời. Đó là tập yêu thương vạn vật xung quanh mình một cách vô điều kiện. Nhớ nghe. Vậy thì cái việc mà các bạn đang cố gắng tập cho mình khỏe hơn, đẹp hơn, đó là cũng là một cách yêu thương bản thân mình và yêu thương những người và vạn vật xung quanh mình. Hen. Sẵn sàng chưa? Yeah. Slim You là bạn nhưng thanh mảnh hơn. Latin Fit là bạn nhưng săn chắc hơn. Bằng chân phải lên và sau, bước sang ngang, nhấc hông chậm, xuống, xuống, yeah, đổi chân lên, lên, xuống, bước chân ngang, xuống. Chúng ta làm lại từ đầu, bước chân ngang, 1, 2, ngang, 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 3 nhịp, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1. Bước chân lên trước, 1, 2. Bây giờ nhấc chân nhanh hơn. Yeah. Tiếp tục nè. Chân nhanh. Xoay tròn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đổi vân. 1, 2, 3, 4. Tập hơi tròn, 1, 2, 3, 4, nhất 5, 6, 7. Tiếp tục 1, 2, 3, nhất hông 5, 6, 7, đổi bên 1, 2, 3, nhất hông 5, 6. Một lần nữa nè. 1, 2, 3, nhất hông 5. Bước lên và bước ngang, nhấc hông liên tục, bước lên tiếp tục, ngang, bước lên 1, 2, nhấc hông liên tục, yeah, yeah. Đổi chân 1, 2, đổi nè. Đổi hông xuống 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hey. Slim You là bạn nhưng thanh mảnh hơn. Latin Fit là bạn nhưng săn chắc hơn. Các bạn cảm thấy như thế nào? Quỳnh Hương cảm thấy cái bài tập này không hề khó một chút nào. Và các bạn không có cần phải mắc cỡ. Tại vì cái động tác này sẽ làm cho các bạn giải phóng cái phần hông. Người ta hay nói rằng là phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ trung niên đó, qua khỏi tuổi 30 lên tới tuổi 40, cái vòng eo của mình bắt đầu dày lên thêm rồi. Thì mình đi đứng nó đã không còn là thanh thoát nhẹ nhàng được nữa. Đừng nói tới mà có thể phẳng hông. Nhưng nếu mà các bạn cứ việc miệt mài tập, và đừng có mắc cỡ, đừng mắc cỡ gì hết. Mình có thể vừa đứng nấu bếp, lắc luôn. Thì từ từ cái eo và cái vòng hông của các bạn sẽ siết lại và rất là linh hoạt, và Hương tin chắc là như vậy. Uyên cũng nhắc các bạn một điều là khi mình tập thì mình cố gắng là bài tập nào nó cũng có phần siết cơ, cho nên khi mình tập nếu mình thả lỏng, tức là Uyên cũng xác nhắc các bạn là thả lỏng, nhưng mà có những cái phần mà mình không cần phải thả lỏng quá mềm mại, tại vì nếu mình thả lỏng thì người mình sẽ không đi được. Đúng cho rồi. Nên mình chỉ tập trung vào cái phần mà ngày hôm đó mình tập, chẳng hạn như hôm nay tập phần hông thì mình tập trung vào phần hông, cho nên chân của mình ở đâu nó cứ ở đó, chứ đừng có đi chơi lung tung như vậy mình không vô. Và cảm ơn tất cả các bạn đã cùng tập với lại Quỳnh Hương và Thúy Uyên trong dự án Latin Fit cùng Quỳnh Hương và Thúy Uyên, với sự đồng hành của bộ clip Slim You. Và không quên cảm ơn nghệ sĩ Trinh Phát đã rất là ăn ý với chúng mình trong phần đệm trống. Xin chúc cho tất cả các bạn một ngày làm việc thật là tươi mới, rộn rã. Và chúng ta gặp nhau vào buổi sáng ngày mai với buổi tập ngày thứ tư các bạn nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Latin Fit cùng Quỳnh Hương và Thúy Uyên, một dự án truyền cảm hứng sống khỏe đẹp của Mekwe Inspiration Group với sự đồng hành của bộ quả lức Slim You, là bạn nhưng thanh mảnh hơn. Mời bạn theo dõi các tập tiếp theo trên trang YouTube hoặc Facebook Quỳnh Hương Lê Đỗ, hoặc trên fanpage bộ gạo lứt Slim You.